Rồi vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ là 0978-336-559 và 0971-336-559 Hôm nay em lên cho các bác một nô no iPhone 6s các bác nhé Hôm nọ lên một nô no thì đã hết, hôm nay lại tiếp tục lên cho các bác một nô no iPhone 6s 32GB và 64GB các bác nhé Hàng zin keng luôn các bác này tất cả zin keng hết Rồi, cái hàng này các bác về dùng quá ok luôn các bác nhé bao zin từ a đến z các bác nhé trừ những cây nào nó pin nó yếu thì em sẽ thay mới cho các bác còn đâu là tất cả là zin từ a đến z các bác cứ về mang ra quán trách nếu không zin em đèn một gấp đôi các bác nhé toàn bộ các mặt hàng nhé em đây toàn bộ 6s hết các bác nhé tí vào chi tiết cho các bác xem thực tế luôn đây này rất nhiều cái 32 này thì nó đa số nó là cái màu gray màu xám nông chuột này rất là đẹp các bác nhé Rồi, cái màu xám này dùng rất là sạch sẽ các bạn và cái màu vàng hồng này các bác nhé có một ít màu trắng các bác này 32 ghi này rất ít màu vàng gold các bạn đây bây giờ em vào chi tiết cho các bác xem nhé 32 g các bác này, giá thì cực kỳ rẻ các bác nhé. 6S 32 g bản Mỹ các bác nhé. Tất cả bao full chức năng cho các bác luôn. Tất cả full hết các bác nhé, rất là nét đây này. Rồi, quay qua hai camera nó còn nét như thế này các bác này. Cực kỳ nét. Những cái hàng zin này rất là nét các bác nhé. Cực kỳ nét luôn tất cả full chức năng hết các bạn Đây cây này thì pin yếu 81 phần trăm cây này các bác lấy thì em sẽ thay mới cho các bác nhé cây này còn nguyên tem của t-mobile đây Rồi. Một nhà mạng rất nổi tiếng của Mỹ các bác nhé Cái hãng nhà mạng t-mobile này là nó có một số máy nốc nhưng nhà em toàn bộ là làm máy quốc tế hết các bạn Rồi. Bao quốc tế trọn đời cho các bác nhé Các bác dùng kể cả nó cuối đời máy rồi mà nó thành máy nốc các bác cứ Gửi email em nếu như đúng email nhà em là em Sẽ đổi cho các bác một máy mới luôn Đấy bao quốc tế trọn đời Cho các bác yên tâm sử dụng Đây này, rất là nhiều luôn các bác nhé 6S 32GB màu gray đây các bác này Còn nguyên những cái tem của nhà phân phối này Đây, cây này thì pin yếu các bác nhé, pin 79%. Này. Những cây này em thay mới cho các bác dùng rất là yên tâm luôn, thay luôn cho một quả pin dung lượng cao. Dùng cực kỳ yên tâm. Bên em uh, bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Đấy. Các bác chỉ cần đặt cọc 100 ngàn đồng Còn đâu các bác nhận được máy Kiểm tra máy giúp em và thanh toán nốt cho shipper ở em các bác nhé Đây, Toàn bộ là 32 ghi Các bác uh, nào lấy đầu thì lấy những cây pin uh, zin theo máy này 92% này. Pin rất là ok luôn các bác nhé Rồi, Tất cả bao zin từ A đến Z các bác này Những con pin 100% này Pin 93% các bác nhé 86% các bác này Đa số cái loạt này toàn của nhà mạng T-Mobile hết các bạn Những con này 80% này em sẽ thay mới cho các bác nhé Đấy. 80% là thay mới 89% này em để nguyên pin zin các bác nhé các bác ở gần thì có thể qua nhà em xem trực tiếp địa chỉ nhà em tại khu cầu giảm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Qua nhà em uống trà xem máy trực tiếp các bác nhé ưng ừ, cây nào thì lấy cây đó Còn các bác ngại thì ano cho em là em sẽ cho thợ ship đến tận nhà cho các bác này Cài đặt Zano Facebook danh bạ hình ảnh từ máy cũ sang máy mới các bác nhé Đây cực kỳ đẹp luôn màu trắng đa mệnh này các bác này Rồi, Rất là đẹp Màu hồng phấn hồng này nhé Đấy, cái này là các bác mua về cho các bác nữ dùng rất là ok này. Giá chỉ có 2 triệu 100 000 đồng thôi các bác nhé Còn đây là 64GB các bác này 64GB Giá chỉ 2 triệu 300 000 đồng Rất là hợp lý các bác nhé Đấy. Toàn bộ bao full chức năng hết các bác này Những cái bác nào ở gần đây như các tỉnh như là Thái Bình hay là Hưng Yên, Hưng à, Bắc Ninh Hải Dương quê em chỉ cần ano đặt cọc cho em đấy nhưng bác là khách nạn em sẽ cho thợ ship tận nhà cho các bác nhé cài đặt cho các bác luôn còn các bác ở gần thì có thể qua trực tiếp nhà em đấy. em gửi định vị cho các bác đến tận nhà em thì thôi đây là một số máy nhà em sẵn có cái thời điểm năm nay là rất khác mọi năm đầu năm lại rất là khan máy các bác nhé đấy. đây là xs max các bác này màu đen này đẹp keng luôn các bác nhé 7 triệu 500.000 đồng cho các bác này XS này các bác này Đấy. XS đẹp keng luôn Giá chỉ 6 triệu đồng cây màu gold Còn màu đen là 5 triệu 500.000 đồng các bác nhé Đầy đủ phụ kiện gồm có ốp nưng này Sạc này Cường nực này Phí ship này các bác nhé duy nhất một cây 7 gà đây về mấy chục cây còn một cây pin 95 các bác nhé tất cả đều hết rồi các bạn à, cực kỳ đẹp giá 2 triệu 600 ngàn đồng các bác nhé màu trắng rất là đẹp iPhone 8 này còn một cây duy nhất màu trắng đẹp keng 3 triệu 200 ngàn đồng các bác nhé rất là hợp lý 8 phần ớt còn duy nhất cây màu đen này em bán hòa vốn cho các bác này 4 triệu 500 000 đồng này Ế duy nhất một cây 7 phần ớt đây Chưa có chủ các bác nhé Bin zin 100, 100, máy mới chưa qua sử dụng Mới sạc 17 lần các bác này Một cây duy nhất các bác nhé Một cây duy nhất và một cây iPhone 11 mới có hàng new các bác nhé mới sạc có 7 lần còn bảo hành hãng đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 Đấy, toàn những cây xuất sắc này thì lại ế <laughs> Rất là trò cười các bác nhé Cây 11 này giá rất là rẻ đầu xuân đây các bác nhé 7 triệu 500 ngàn đồng Cái này em tặng cho các bác một tai nghe không dây Đó, Tặng một tai nghe không dây đầu xuân Còn duy nhất một cây 11 Pro Max 256 gb Cái này là 12 triệu các bác nhé Đầy đủ phụ kiện Đó, Sạc nhanh xuất nhật các bác nhé Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bác này Ồ còn ít ấy đâu nhỉ cầm cho anh ít củ sạc xuất nhật đây cho các bác đây. bác nào cần thì lấy đó, cầm tạm hai ba củ thôi không cần cầm nhiều đây các bác này củ sạc xuất nhật đây các bác nhé hàng nhật thì các bác biết nhé củ sạc nhanh xuất nhật cái này chỉ có 200.000 ngàn đồng bao ship toàn quốc cho các bác nhé sen Senkuba đây xuất Nhật đây các bác nhé. Cái này là hai đầu ra các bác nhé sạc liền nút được uh, hai máy luôn, mà sạc là sạc nhanh các bác nhé, chỉ nửa tiếng là đầy máy thôi. củ sạc cực kỳ chắc chắn các bác này. Thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật các bác nhé. sen Senkuba đây, cái này bảo hành cho các bác một năm nỗi đổi mới luôn này toàn bộ cụ xuất nhật hết cực kỳ chắc chắn nhé hai đầu là chân à, tai si nhé cụ sạc nhanh còn một ít tai nghe thôi em nhỉ cầm cho anh ít nốt tai nghe đây bán khuyến mại cho các bác tai hổ vằn được 8 tiếng đấy cầm tạm một hai cái thôi đây cả thùng cho vất vả đấy đây các bác này tai nghe iPod này, thương hiệu Hổ Vằn này, cái này chạy liên tục được 8 tiếng đồng hồ các bác nhé Giá chỉ 250 000 nghìn nguyên siêu các bác này. Rồi, bác nào thích thì liên hệ trực tiếp cho em chỉ cần Ano cho em là gửi địa chỉ cho em là em xuất hàng lên cho các bác, cái này không cần đặt cọc các bạn. Tai nghe thương hiệu Hổ Vằn, giá chỉ 250 000 nghìn bao ship toàn quốc cho các bác nhé Rất là nhiều đồ chơi cho các bác này đặc biệt là em à, rất thích cái củ sạc này các bác nhé sạc rất là nhanh 11 Pro Max 12 Pro Max sạc chỉ có nửa tiếng đồng hồ các bác lại dùng cả ngày phe phé không hết pin bác nào thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé em à, xin được tạm dừng video tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau